Có cô bác anh chị nào mình đang xem cái video này mà đang bị những cái chứng ví dụ như là nóng trong người, táo bón, rồi miệng bị nhiệt miệng hay bị loét miệng, lở miệng. Đặc biệt là cô bác anh chị nào mình đang bị tiểu đường. Thì cái video này á, hãy sẽ chia sẻ cho quý bác chị mình một cái loại dây mà khi mà xem xong cái video này rất là nhiều người rất là uổng. Bởi vì là chắc nó có nhà nào thì nhà đó dẹp bỏ, nhất là ở miền Tây. Loại này thì nó rất là tuyệt vời. Bây giờ cùng đi phía Phan Hải ha. Cái loại dây này thì nói miền Tây thì chắc có lẽ không ai mà không biết. Có một lần Hải về miền Tây, Hải đem giống về Hải trồng. Mà Hải thấy ở miền Tây thì rất là nhiều luôn, nhưng mà ít người biết công dụng của nó. Có anh chị nhận ra cái hoa của nó chưa? Rồi, đây cái trái cho quán chị mình xem này. Trái nó này, trái nó còn bự nữa. Đây, thì đây là dây bình bát dây, hoặc hay gọi là dưa leo rừng gì đó, đó, hoặc là mảnh bát, đó, hoặc là dây bát. Hoa của nó đây. Bây giờ Hải sẽ quay thật rõ và chia sẻ những công dụng tuyệt vời mà đã có cái công trình nghiên cứu ở trong Việt Nam chúng ta chứng minh rằng cây này nó có thể hỗ trợ điều trị bệnh rất là tốt. Đây là hoa của nó đây. Cái loại này nó ra hoa kết trái. Đây là cái trái của nó nè. Đây là cái hoa của nó nè. Đó. Hoa màu trắng, năm cánh. Nè. Và hình như là không có ngoại lệ. À, bộ phận dùng của cái cây, của cái dây bình bát dây này á, thì chúng ta sẽ dùng lá đọt, đọt nó đây, lá nó đây, và trái của nó, dây của nó chúng ta sử dụng được hết. Đây còn hay gọi là dây bát hoặc là mảnh bát. Tên khoa học của nó là Coquinsia brandis. Họ của nó là họ Cocubitacon. Tính vị của nó là vị ngọt thanh, thơm nhẹ, tính mát. À, nhưng mà cái trái sống của nó thì ăn nó có hơi đắng, đầy trái của nó đây. Đây là trái sống ha. Này. Còn khi mà nó chín rồi thì ăn nó ngọt mát, à, ngọt mát thanh. Lá này thì chúng ta đem về là nấu canh ăn, cực kỳ ngon. Rồi, và đây là công dụng của cái dây bình bát dây. Anh chị mình quan sát kỹ này, nè lá của nó nè, để ý ngoài rìa nó nè, ngoài rìa nó nè, thấy không? Ngoài rìa nó có tia 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 nè, giống như là răng cưa ha, đó, đó, lá non nó nè, đây lá non nó đây, đó, lá nó hơi dày, mặt dưới lá của nó đây, mặt trên lá. Nói chung lá loại này thì không không có lông. Công dụng của nó là giải độc, là giúp mát gan, tiêu viêm, lợi tiểu, là trị lở loét miệng do nóng trong, giúp nhuận tràng. Đặc biệt cái cây này á, công dụng tuyệt vời nhất của nó theo Hải biết là nó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đây còn là một loại để dùng làm thực phẩm như nấu canh, làm trà. Trái chín ăn như nãy là nói, ăn rất là ngọt thanh mát. À, nó ra hoa và đậu trái như thế này quanh năm. Đây là cái trái của nó đây, sau này nó lớn lên. Đây là cái hoa của nó, ra hoa đậu trái quanh năm ha. Đọt này bước nấu canh ăn, lá này bước nấu canh ăn, trái non thì hơi đắng nhưng trái chín thì ngọt thanh mát. Rồi, và đây là cái vấn đề chứng minh tác dụng của nó. Thì theo khảo sát của một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra cái dịch chiết từ cái dây bình bát dây này, nó có cái tác dụng là ức chế cái glucose glucosidase. Và đây là một trong những cái cơ sở chứng minh được cái bình bát dây này nó hỗ trợ điều trị được cái bệnh
tiểu đường rất là hiệu quả. Nên bài thuốc dân gian sử dụng bình bắc dây này điều trị bệnh tiểu đường thì rất là có cơ sở và rất rõ ràng và khoa học cho chúng ta. Này, trái của nó đây, trái của nó có sọc 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 nè các anh chị. Nè. Không biết các anh chị mình thấy sọc sọc không? Trái lớn này. Đó, nó có sọc 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 các anh chị mình thấy chưa? Đó. Thì trái chín nó màu đỏ rất là đẹp. Trái chín màu đỏ rất là đẹp. Trái quanh năm mà. Đó, sọc 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 nè. Đó. Thì cái cách điều trị, cái cách sử dụng ra thì nó đơn giản lắm. Thì toàn bộ cái cây này nó có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đó, và thanh mát giải độc gan. Thanh mát gan. À, thì toàn bộ chúng ta có thể dùng lá non và đọt non nấu canh ăn. Với những người bị tiểu đường, với những người nóng trong, táo bón. À, thì sử dụng lá và đọt cũng được. À, và chúng ta sẽ lấy cái dây với lá luôn, chúng ta phơi khô và chúng ta pha trà uống. Cách pha trà uống thì cũng giống như chúng ta pha trà bình thường thôi. Lấy cho Hải 20g lá và dây khô của bình bắc dây này, bỏ vào một cái ấm và nấu nửa lít nước, nấu sôi đổ vào, 10 đến 15 phút sau chúng ta uống. Loại này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài miền Tây nó bạc ngàn luôn các anh chị mình. Đây, trái của nó đây, bạc ngàn. Đó, hồi đó Hải đi chùa ở dưới lại tiền nhà, ở dưới lại ngay chỗ Vĩnh Long. Đó. Và có rất nhiều. Và Hải đi ở dưới An Giang. Đó, Hải đi có một năm nào Hải cũng đi chuyến An Giang, một hai chuyến An Giang. Rất nhiều. Rồi Hải đi Đồng Tháp, Hải đi Vĩnh Long, Trà Vinh. Nói chung ở dưới ở miền Tây thì Hải đi thì Bạc Liêu Hải cũng đi rồi, Kiên Giang rồi Tiền Giang, Đồng Tháp, Mỹ Tho, rồi Hải đi cũng đi hết rồi. Cà Mau thì Hải chỉ mới đi tới cái ranh Cà Mau, dưới Cà Mau, Bạc Liêu thôi, chứ còn Hải chưa có đi sâu vào Cà Mau. Nhưng mà thường thì những tỉnh miền Tây Hải đi, ví dụ như có 8 tỉnh, thì Hải đi hình như hết 6 tỉnh. Đó, mà Hải thấy tỉnh nào cũng có dây này. Không biết ở ngoài Bắc Hải chưa có đi, ngoài Bắc có không? Nhưng mà ở miền Tây thì rất nhiều. Đó. Thì chúng ta pha trà uống. Pha trà uống như vậy á thì mỗi ngày chúng ta làm 2 lần như vậy cũng được ha. Mỗi lần là 20g khô. Đó, bình bắc dây. Rồi. Còn ai mà bị lỡ miệng đạn nè, đạn trăng ha, đạn thì cứ tới trăng nó tròn thì bị lỡ miệng ha. Trăng tròn thì bị lỡ miệng do nóng trong người ha, giờ bị lỡ miệng ha. Thì cô bác chị mình có thể lấy lá và dây bình bát này, một nấu canh ăn, hai là pha trà uống như nãy Hải đã chia sẻ. Đó, thì nó rất là tốt luôn. Đó. Còn cái trái này nè. Đó, cái trái thì chúng ta có thể hái nhai nữa luôn. Chúng ta đang bị lỡ miệng ha. Nhai nữa luôn. Nó cái trái ha. Nhai luôn. Thôi mà nó hơi đắng đắng thì, nhưng mà chúng ta nhai thì kết quả nó nhanh hơn. Khi mà chúng ta sử dụng mấy cái này, khi mà chúng ta bị lỡ miệng hoặc chúng ta bị tiểu đường. À, cái trái chín ăn nó cũng hỗ trợ tiểu đường. Cái trái sống ăn cũng hỗ trợ tiểu đường. Nhưng mà nó hơi đắng. Thì trái chín thì nó mát, nó ngọt. Còn trái sống thì nó hơi đắng. Rồi. Như vậy là của anh chị mình đã bỏ lỡ bao nhiêu lâu rồi. Cái bệnh tiểu đường này bây giờ nó rất là nhiều. Không có cần thiết phải phân biệt miền Tây, miền Trung, miền Bắc gì hết. Tiểu đường rất là nhiều. Mà ở miền Tây có sẵn thuốc. Mà được đã trong nước mình đã nghiên cứu rồi. Nhưng mà lại không biết. Đó, rồi cái bệnh mà nóng trong người, táo bón, lỡ miệng thì ai cũng có thể bị thôi. Nhưng mà chúng ta có sẵn thuốc. Thuốc quanh nhà, ở miền Tây là thuốc quanh nhà luôn. Mà lại không biết, ổn không? Đó. Ngoài ra cái cách sử dụng đơn giản, nấu canh, pha trà, uống, không có gì mà gọi là khó khăn. Đó. Như vậy thì khi chúng ta bỏ qua thì nó rất là ổn. Thì mong rằng qua cái chia sẻ của Hải thì nó sẽ giúp đỡ được một phần nào cho các anh chị mình đỡ được cái sự tốn kém của hỗ trợ điều trị bệnh. Bởi vì bị tiểu đường á, như trước Hải cũng đã chia sẻ cái cây cam thảo đất á, với lại nấu chung với lại la hán quả đó thì nó cũng rất là tốt đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sẵn cái cây cái dây bình bắc dây này ở tại nhà thì ngại gì chúng ta không lấy ra mà nấu canh ăn, mà nấu trà uống đó, chúng ta kết hợp
cũng được, không sao hết. Uống cái kia, uống cái này, ăn cái này cũng được. Nó càng tốt nữa. Đây là dạng rau thôi. Đó, chúng ta nấu canh ăn, pha trà uống. Còn cái kia chúng ta vẫn sắc uống bình thường. Đó, cũng rất là tốt nữa. Cái dạng rau thôi mà. Rồi, thì cũng đã xong ha. Bây giờ hơi nắng quá. Thì thôi, cũng kết thúc video đây. Cuối video phần hai, xin chúc của anh chị mình có sức khỏe thật thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Bây giờ hành đến đây hãy xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phần Hai Channel vào video tiếp theo.